Má ơi má, má ơi, vì con đói bụng quá, chắc không có gì ăn là con chết đói đó má. Má ơi má, con khát nước quá, phải tìm gì con uống đi. Con không có gì uống là con chết khát đó má. Má ơi má, không có gì ăn, không có gì uống là con chết đói, chết khát đó má ơi. Trời ơi, không có người má nào mà hờ hững nhẫn tâm như vậy. Con nó than đói, than khát mà vẫn nằm ngủ ngon lành như vậy, kỳ lạ thiệt. Ba là hồn ma, bà đi bình thường đi, bà làm gì bà làm ma cà tưng vậy? Nói nghe nè, bà là con ma Việt Nam chứ không phải ma ngoại bang nghe. Đi à, đàng hoàng. Đứng nó coi con trai bà coi xử lý sao vậy, cái chết của bà kìa. Ai biết đâu, người người ta chết rồi người ta về, người ta đâu có đi đàng hoàng được đâu. Tôi quánh bà bầm luôn con còn lại à. Ừ. Coi hiểu của bà là con ma nước bạn, hiểu không? Coi đi. Vẫn còn nằm ngủ ngon lành thiệt. Ham ăn, ham ngủ, bỏ rơi con cái gì. Má, má. Sao chân lạnh ngắt vậy ta? Má, ghê. Trời, sao tay con lạnh ngắt luôn vậy? Má ơi, yeah. Trời, mặt trắng xác luôn rồi. Không lẽ má tôi chết rồi chăng? Tội chưa? Nói là tôi chết rồi, nó thương tôi đó, thấy chưa? Nó nói thương bà nào? Cho hết cái câu kế tiếp đi má ơi, sao bà tâm lý bà lẹ quá? Chưa gì trơn, nó thương bà nào đâu. Nó mới giật mình, nó quảng hốt thôi, coi nó làm gì tiếp. Nhớ mày mãi lên. Hồi tối mình nhậu xỉn về, có lỡ xô má mình té xuống đất. Ôi trời ơi, cái thằng mất dài chưa? Xong rồi mình bỏ đi, rồi xong má mình leo lên giường nằm chết. Trời ơi má ơi má, sao má chết, má bỏ con vậy má? Tội quá, tội quá. Này này, cái cảm xúc của bà nó hơi bị lố đó, chưa gì trơn trọi à. Tôi ghét ghê, không lẽ bây giờ tôi qua tôi tán vô cái mặt thằng quỷ này một cái. Nó đẩy mẹ nó chết, rồi tự nhiên cái gì nó đổ thừa ta lên, nó nằm trúng gió chết. Thế người ta ghét ghê không? Tao thì tao mà có phép, tao biến mày thành con ruồi. Thôi con ruồi chưa có ghê đâu. Tôi sẽ biến nó thành cái thứ mà con ruồi đậu lên. Trời ơi, cái gì vậy? Im đi, coi nghe. Má ơi má, sao má chết như vậy má? Má không thương con hả má? Thương cái gì? Má chết như vậy má không thương con, má bỏ không vậy hả má? Mấy lần trước á, hôm bữa con đẩy má vô cái lu, má chui đầu lu ra, má sống vẫn khỏe. Vậy là nó quánh bà như cơm bữa vậy đó hả? Hôm nọ con đẩy má xuống cái sông, má cũng bơi lên, má sống khỏe. Ê, trời sao sự sống mà mãnh liệt vậy bà? Bữa hổm con đạp má xuống ruộng, má cũng lội lên, má sống tốt. Ê, mẹ này làm gì quýnh bà là thú tiêu khiển của thằng này á ta? Trời, nó quýnh hoài hả? Nó quýnh dễ sợ là bà sống, vẫn sống hả? Ê, bà dai, chính ra bà dai chứ. Cái gọi là cái sinh tồn của bà nó dễ sợ lắm. Quỳ quá thương con, cho nên chịu chấp nhận tất nến, cả. Nến, tôi nghe con nó còn làm cái chuyện tày trời gì nữa nè. Má ác lắm. Trời ơi thơm, nó quánh bà mà nó chửi bà ác kìa. Con đẩy má bao nhiêu lần má không chịu chết. Vậy mà hôm qua con gạt chân má nhẹ nhàng té đập đầu xuống đất thôi má chết. Má muốn con đi tù hả má? Má chết thì thôi, muốn con trai má đi tù hả? Không nào mà muốn đi tù. Bây giờ còn chưa sáng mắt nó còn thương nó nữa hả? Thương rồi, nó lỡ nó gạt chân chứ nó có muốn đâu. Ồ, nó lỡ nó gạt chân thôi hả? Bây giờ đưa cái gạt tàn người ta đập đầu nó coi. À, vậy? Thôi cho dì đi, cho dì chăm sóc đi. Trời ơi, vậy là ma xui quỷ khiến con làm như vậy với con trai má, không bao giờ làm cái trời điều này. Ơi, thằng khốn nạn, nó gạt dò cho má nó chết, bây giờ nó đổi thừa ma xui quỷ khiến nó nói mình á. Mày đụng tới từ đường nhà tao rồi đó, tao nói cho mày nghe mày. Muốn phóng vô cào mặt nó ghê luôn. Con người á, nhân loại là lúc nào cũng vậy, đổ thừa cho ma quỷ không mà làm cái gì xấu, tự nhiên cái con đít cái hổn xíu kêu đít quỷ. Rồi cái ai mà cái thấy ghét cái kêu đồ quỷ. Mày mới quỷ á. Thì đúng rồi, không có hiện hình, ai đâu người ta thấy. Nghiệp nó đâu có biết gì đâu. Coi nó xử lý sao nè. Sao? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Phải có cách xử lý. Bây giờ má lỡ má chết rồi, con đi tù thì má không đâu vui đâu đúng không? Bây giờ nếu mà có người hỏi thì con nói là má tự má té, xong rồi con dắt má lên giường, xong rồi má chết trên tay con luôn. Con thương má quá mà, con phải nói như vậy. Đó là mọi người thương cảm con. Bắt đầu là má còn 4 cái thửa đất đúng không?
con hỏi giá người ta rồi bán được 1 tỷ. Bây giờ con phải bán mấy miếng đất đó, nếu không bán là con có lỗi với bản thân của con, có lỗi với má nhiều lắm má ơi. Bà sáng mắt bà ra chưa? Bà sáng mắt bà ra chưa? Nó trục lợi trên cái chết của bà đó, bà nghe chưa? Mà nó tinh vi cái thằng quỷ sứ kìa. Bây giờ miếng đất đó là tính bán sau, nhưng mà trước mắt là đám ma của má. Hiện giờ là không có tiền, con phải tìm trên người má tiền để làm bá ma cho má. Con là con lo má cái xác mà. Nhập xác liền, nhập vô liền, nhập xác liền. Không không, nhập xác liền. Nhập xác liền. Nhập. Phải tìm tiền bạc trong người của má mình, tổ chức đám ma cho má mình, cái tưng bừng rủ đàn đàn em mình tới ăn nhậu bê đê rồi về múa tưng bừng cái xã này luôn mới được. Ngọc 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 má 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 không có ma, không có ma. Quỷ 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 ma với quỷ hả? Má mày mà kêu là ma hả mày? Má má quỷ ma chứ không có ma. Ê ác quỷ mày kêu quỷ đi. Quỷ. Mày mới quỷ á. Hồi nãy mày nói ai? Mày muốn BD gì múa mày coi hả mày? Hả? BD ăn hết của cố nội mày hả? Làm gì múa cho mày coi? Đâm ma chê ma ma quần ma quý gia. Nè coi coi phép nè. Làm 1, 2, 3 á khổ nè. Đừng làm phép. Đừng. Rồi đó. Chửi đi. Chửi coi. Chửi BD coi. Đó chửi coi. Ô mày chửi coi. Ờ. Mày chọn phép cho mặt nó sao mày á khẩu vậy? Ờ, tao nhái đó đó. Nè. Rút phép lại giùm đi, để thả cho nó nói đi. Quỳ xuống đi tao rút phép. Quỳ xuống đi con, quỳ xuống. Tự tán mặt mình 2 cái. Mạnh lên mày. Mày để tao tán là mày chết đó. Thôi vậy được rồi. Trời ơi ghê quá. Âm là chị bùa lắng tặng, âm là chị bùa lắng tặng ma quỷ, âm là chị bùa lắng tặng. Rồi. Thôi xong rồi. Lắng tặng. Đừng. Mày lắng tặng không? Mày lắng tặng. Cái thằng bất hiếu. Má mày chết. Mà mày trục lợi cho cái xác của bà. Mày làm con người vậy mày làm được cái này? Nó tưởng đâu là má nó chết rồi mà. Thôi giờ nó biết hối lỗi rồi thôi về đi. Con hư là tại mẹ. Chị không có dung túng cho nó như vậy được. Cái gì vừa vừa phải thôi. Bây giờ bà không dạy được nó, để tôi lôi đầu nó xuống cái dương dạy. Đừng có làm vậy. Con dạy cái mà tôi đừng có đem nó xuống dưới đó. Xong rồi trời ơi, nó có tội bất hiếu là nhưng nó bị nhục hình. Đừng nó leo cột nghe. Đó nó leo cột lửa cái đó. Cái bản mặt chỉ còn chưa tan máu bầm mà chỉ còn ở đó mà binh nó nữa hả? Lỡ rồi. Chị nhìn thằng con chị kìa. Mày bước ra lẹ mày. Xoay một vòng coi. Trời ơi, xin lỗi chị nhìn cái đầu nó đi. Cái đầu như cái tráp vậy đó nha. Cái mặt thì như chiêu qua qua ha. Con cái như vậy đó rồi hỏi nuôi làm cái gì? Má ơi má, chỉ là một giấc mơ thôi đúng không má? Con đang ngủ rồi mơ đúng không má? Vừa giấc mơ thôi. Ê đừng quá. Trời ơi. Mơ hả mày? Cho mày mơ hả? Đừng có bạo hình, bạo hành trẻ em. Đừng nó mà trẻ em hả? Trẻ em hả? Trời ơi cái mặt đó. Dạ. Trời đau quá. Mà đừng nói nữa mà như má nói câu là hai người này qua giả con cái đó má. Nói má ngại không mà nãy bà nói tao giả, bây giờ mày nói tao cũng giả. Mày sao mày bự. Thôi xong việc thôi, về đi. Cái gì mà về? Má con mày muốn sống đi. Lại đàng hoàng tử tế. Tôi biết dạy con. Ê bò, cái gì? Đâu? Bây giờ tao không có nói nhiều nữa. Mình bắt nó xuống cho Diêm Vương xử đi, tao ghét nó quá rồi. Đừng mày không vậy. Cản tao một hồi tao giết trước khi Diêm Vương bắt nó. Không. Ngựa kia yên tâm, trâu sẽ làm đúng như lời ngựa nói. Không, tôi xin hứa tôi dạy con mà. Trời ơi, ngựa với bà đâu không có dạy được đâu. Dạy được. Thôi mày, mày nói đâu quá. Rồi sao? Đấy. Ê, nó nghe này, sao mày khôn vậy mày? Con ơi. Trời ơi, sao mấy cái ca ngon mà dành hết trơn rồi vậy? Nó chết rồi hả? Bây giờ còn lại á là mày hung bả lại cho ba chết lại xuống dưới. Sao thịt thà mà ăn xương sống bị để tao vậy? Ê, cái này không phải xương sống. Cái này là dạng như là lương khô. Ừ, ăn đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Thôi mày lỡ làm thằng con rồi bị lên luôn bà mẹ luôn đi. Ê, bậy à, tao sợ mấy người không có tay máu bầm á mấy ơi. Mấy anh làm gì vậy? Thì phải hung nó một cái nụ hôn thần chết. Bây giờ nó sẽ cười hôn hôn chị. Ghê lắm em không chịu đâu. Ráng đi. Trời, bao nhiêu năm em thủ tiết rồi trời. Ghê. Thủ tiết cái gì? 1, 2, 3. Dậy đứa con. Dậy đứa con nè. Trời ơi, tao kêu mày.
mày dậy. Mày dậy chưa? Tới chỗ tới nơi rồi, làm ơn dậy. Má Diễn nó không có chịu dậy kìa. Dậy đi con nè. Cái gì cũng phải sử dụng cái đầu hết trơn hết trọi á. Hồi nhỏ nó thích nhất cái gì nè? Hồi nhỏ nó thích cái gì? Dạ con của con nói nào ngay, nó không thích gì hết, chỉ thích ăn cà lem thôi. Ồ, để biết con đàn, 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 đàn. Bán cà lem đậu xanh, bán cà lem đậu xanh. Đậu xanh, đậu xanh, lấy đậu xanh. Nè, có đậu, có cà lem bả đậu ăn không? Gì vậy con? Ủa, vẫn còn nằm mơ hả ta? Không có mơ. Ngủ tiếp, ngủ tiếp. Bậy, 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 không có mơ đâu con. Đây là thiệt, 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 thiệt không gì? Có mơ. Bậy rồi. Không lẽ giờ bà chết, tự lẽ tôi cũng chết theo bà? Không có, má chưa chết mà con cũng chưa chết. Ờ đúng rồi, nhớ rồi, tự nhiên lúc đó là thiên bà ngồi dậy với tôi hết hồn, tôi chạy cửa tôi gặp hai cái mặt gì thấy gốm lắm mà. Ờ đúng rồi. À, à trời ơi, trời ơi, trời đừng, 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 trời ơi, sao, sao. Má nói gì vậy? Má nói gì, má nói gì? Má buồn, đau quá. Đừng, đừng, đừng đánh nó, đừng đánh nó. Hả, mày kêu má mày là gì, nói cho nghe coi. Bà. Thôi mà đừng, đừng con nữa. Nói con gì là gì, nói vậy nó kêu vậy không hả? Chị, bỏ tay xa đem giáo dục nhân phẩm đó. Sao kêu gì? Nói kêu bà. Bà à, không, 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 kêu bằng má, kêu bằng má. Kêu vậy? Đây là cái thứ ba, cái thứ tư là tôi chấn cái chuông vô mỏ. Mày là cái mỏ, mày thành cái chuông nha. Chứ giờ muốn kêu gì? Kêu là mẹ, kêu đàng hoàng, nhanh. Bà mẹ. Trời ơi. Bà. Cái gì vậy? Mày á, bà mày kêu gì vậy mày? Thôi đừng có đánh nó mà. Kêu đàng hoàng coi. Mẹ bà. Mẹ bà. Cái gì vậy? Bỏ bà lấy mẹ, mẹ thôi. Kêu bằng mẹ thôi con ơi, kêu bằng mẹ. 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 Trời ơi hả mày? Mày đừng có kéo dài cái chữ nó ra, nói gãy gọn triều mến hai chữ. Mẹ. Kêu coi. Kêu coi. Mẹ. Mẹ. Đúng rồi. Ê mày, mày chề môi hả mày? Dằn mâm sẵn chén hả mày? Áp lực, áp lực quá. Áp lực quá. Ở đây đâu rồi mẹ? Ở đây là Diêm Vương. Còn cái con đó là con ngựa. Con ngựa hả? Con ngựa đó. À, đúng rồi, tôi gặp con ngựa rồi, gặp con này luôn rồi. Là con trâu. Là gì vậy mẹ? Thôi đi là... về đi. Không về. Có về được, không có về được con ơi. Ở giờ đây là gì vậy? Diêm Vương, Diêm Vương. Đây là Diêm Diêm địa. Nhưng mà ở đây ai cũng hiền hết trơn cái trời. Không có ai giữ đâu, con đừng có sợ. Đúng rồi, ở đây không có ai giữ hết trơn cái trời đó. Mẹ giỡn hoài. Bây giờ mày bình tĩnh, mày ngồi yên đi, để cho ông Diêm Vương xử mày nghe ha. Mày mà lẻo lượng, mày nói tiếng trước tiếng sau, mày kêu bả là cái gì bằng bà bằng mẹ ha, con kia nó quánh mày mỏi tay luôn đó. Yên đó. Dạ. Dạ. Dạ thưa Diêm Vương. Sao? Cấp báo với Diêm Vương một việc cơ mật. Chuyện gì? Một việc trọng đại. Trọng đại gì? Em đã triệu hai mẹ con tới đây rồi. Ê, cái con điên kia nó đã tới nửa năm trời rồi đó trời ơi. Trời ơi, hai đứa mình biết thôi, ổng đâu có biết đâu. Mà biết chứ sao không biết? Nghịch tử trời không dung đất không tha kia. Nghe tao hỏi. Chuyện gì đó? Mày là cái gì hả con ngựa bằng xe? Trời ơi, giải cái thằng con hư đố cái mà xuống trời. Rồi bởi vậy kêu Diêm Vương xử đi Diêm Vương. Dạ. Ừ. Mau khai danh tính. Con tên gì? Mày tên dạ, gì? Dạ thưa con của con. Nó tên đó là Mã Văn Đức. Ê, 30 tuổi. Ông Diêm Vương em hỏi mày thì mày há cái họng ra mày trả lời. Sao bình thường mày chửi bới mẹ mày giỏi quá mà bây giờ ông hỏi mày câm họng mày vậy hả mày? Ở đây thấy ghê quá à, dung quá à. Dung à, dung. À, trời ơi, đừng có đánh con của con, rồi đánh con, đừng có đánh con. Đủ đâu con. Dạ. Hay đi con. Đưa bà mẹ qua sang một bên. Thôi đừng, đừng, mẹ đừng bố con. Mày vừa tách ra, tách mẹ con bà ra. Thôi đừng có tách, đừng có tách. Bạch quỷ, bạch quỷ. Đừng có tách, đừng có tách, đừng có tách con. Chia tay. Con ơi, đừng có tách, đừng có tách, đừng có tách. Đừng có tách, trời lôi lôi, đừng có tách. Mày nghĩ sao mày với bà là má con, mày hát cái bài đó mày. Dung quá. Thấy ghê quá, Dung quá, cho lấy đôi dép đi. Ghê quá, Dung quá. Cái này nó có đồ đàn hồi nha. Nha. Dạ, dạ. Nha. Mày thấy tao chơi bắn chim chưa? À, tao làm một cái phèn cái là tự nhiên cái mặt mày bằng phẳng như chiếc dép cho mày. Dạ, dạ. Thôi, được rồi. Để tao hỏi nó. Này, tên kia. Dạ. What's your name? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời? Nó là cái thằng bất hiếu, không học hành gì trơn trội chứ. Giờ ngày nói cái tiếng đó làm sao nó hiểu. Ý em hỏi mày đâu đến á. Cái gì vậy? Im lặng đi. Rối loạn lên hết.
Nghịch tử. Dạ. Tên gì? Dạ, con của con đó tên là... Nó có miệng nó biết trả lời nghe chưa? Dạ, con tên là Mức Văn Đã, 300 tuổi. Cái gì vậy? Mã Mã Văn Đức, 30 tuổi. Hết hồn. Hồi nãy con tưởng nó nói nó tên là Mất Nhân Dài chứ. Hay là Mất Nhân Giả là Mã Văn Quang đúng không? Dạ, có đúng là hắn họ Mã không? Dạ, thần có tra sổ tử. Hắn họ Mã, cùng họ với con ngựa màu băng xê. Bởi vậy cho nên con ngựa cũng mặc áo tím. Mà nó chết chúng lại cũng mặc áo tím á, thưa Diêm Chúa. Được. Diêm dáng bà con nhau hả? Mày câm miệng mày lại nha. Đừng để người ta thấy tao với mày là một cặp. Yêu thầm tao thì nói nha. Đừng có chết xuống đây rồi làm cho chung quỷ rồi nó ói hết được chưa mày? Mày không phải là gu của tao. Gu của tao là Hứa Minh Đạt. Trời ơi, ở đây thấy ghê quá, gió dẫm quá. Tiếp. Dạ. Nghề nghiệp. Dạ, doanh nhân đại gia. Trời đất ơi, nó xạo sự ghê chưa Diêm Vương. Nó ăn bận nghèo hèn như vậy đó mà nó dám tự nhận nó doanh nhân, nó đại gia kìa. Cắt lưỡi nó đi. Mày nói mày siêu nhân tao còn tin, tao nói thiệt á, mày doanh nhân ở đâu ra? Ăn mặc mà như quỷ. Doanh nhân đại gia là ước mơ sau này tôi làm vậy mà. Trời ơi, nó khai mà nó còn khai trừ hao nữa, trời ơi. Hiện nay ngươi làm nghề gì? Dạ, hiện nay làm má nuôi. Cái gì? Mày nói láo. Từ nào tới giờ tao nghe toàn là anh nuôi, chị nuôi thôi. Là mấy cái người mà phục vụ nấu cơm, nấu nước trong quân nhiều lắm thôi. Là vú nuôi à. Thôi. Mày làm vú em sao mày làm mày má nuôi mà. Ấy là dối quá. Cái gì? Má nuôi, má đi vòng vòng nhõng gì má nuôi. Là ăn ở không có phải không? Dạ. Nó đại đơn giản thất nghiệp cho rồi đi mày nói. Dạ dạ dạ. Nó phải tại con thương con của con cho nên là con nuôi nó. Cho nó ở không cho nó sướng. Chị. Trời ơi trời. Bây giờ bao nhiêu con cũng nuôi, bao nhiêu con chó mình nuôi nó cũng thương mình. Chứ có như cái thằng này nuôi sao nó chửi chị. Hát chị là chị làm hư nó. Anh ngựa anh không hiểu rồi. Tại tôi là con cầu. Ê cái mày, mặc áo giống màu đừng có nói chuyện với ta mày. Áp lực quá vậy trời, đi thấy ghê quá à. Tại sao không chịu khó học hành để thành đạt? Không lao động trí óc được thì đó là lao động chân tay. Mắc mơ gì phải lêu lỏng hả? Phá làng phá xóm. Diêm Vương không hiểu. Con có nói khổ vậy. Khổ gì? Từ lớp 9 lên lớp 10 qua trường cấp 3. Trường cấp 3 xa quá. Mà từ đây trường lại đi bộ đi xe đạp. Mặt mũi là đi bộ xe đạp. Bởi vậy cũng mới nghỉ học. Xin bả mua chứ. Bả mua chiếc SH đi chạy đi học thôi mà bả không cho. Bởi vậy nghỉ học cho vừa lòng bả. Trời ơi Diêm Vương ơi, con nghe mà con cảm động đó. Trời ơi trời, con chị thương ghê. Không xin gì cho xin có chiếc SH thôi à chị. Trời ơi, cháu nó có ước mơ riêng của nó. Ai mà cấm được trời, đúng không em? Dạ. Đi học phải có xe mới đi được chứ. Đúng rồi, phải SH đi mới phải được. Phải SH đi mới được chứ. Đúng rồi. Con kính thịnh Diêm Vương, đã lỡ rồi ban cho em nó cái ước mơ. Em nó muốn SH, có nghĩa là nó muốn sám hối đó. Ban quýnh, đây con quýnh cho nó sám hối đi. Đi ban cho con vài hèo nữa. Đây nè, tao quýnh mày bữa nay là mày sám hối luôn nè. Đừng. Trời ơi, con lại chú cửa. Nghe mày, ở đâu mà SH cho mày đi học hả? Ở dưới quê mà SH đi học hả mày? Nhà ngươi dạ. Biết một chiếc SH bao nhiêu không? Bằng 1.000 con ngựa ở dưới này. Trời ơi cái gì bằng vậy? Bằng 1.000 con trâu ở dưới này. Lãng tự nhiên cái đem tôi ra mà so à trời. Trời ơi sao cái giá trị tụt xuống vậy? Dạ đúng á, trời ơi tiền ở đâu mà mua. Trời ơi tao nói không có tiền cặp đất mà ăn ở đâu đấy đâu mà đi mua chiếc SH. Cả ngàn con ngựa, cả ngàn con trâu này chắc giết con chết á. Mày nghe má mày nói cho mày cái thằng mất dạy. Trời ơi vậy là mẹ không hiểu rồi. Con nó dạy mẹ làm tỷ phú mẹ không chịu nghe rồi. Im lại. Im lại. Nói liền. Dạy cho mày. Dạy cho mày. Mất dạy mày. Mày dạy cho mày. Trời ơi. Mày dạy cho mày. 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 Mày ôi, thôi đừng có đánh nữa, đánh con. Đừng có đá người ta. Dựng nó dậy. Nghe sự phải gì? Con nói thiệt mà. Dạ. Ngu đâu? Dạ. Đừng có đánh đập như vậy tàn nhẫn lắm. Dạ. Hai đứa qua giả miệng được rồi. Dạ. Trời ơi nữa. Trời sẽ đánh cả một chiếc mãi vậy. Trời ơi. Dạ đi. Đừng đánh con của con. Trời ơi. Bắt đầu. Dừng tay lại, hãy dừng tay lại. Rồi xin dừng.
Nghịch tử làm cái gì vậy? Tụi tao giả mày long não luôn, mày điên hả? Nó đang cầu mưa, trời ơi trời, thằng điên. Quá, dối đi thì về, dối dẫm quá. Dạ con hư tại mẹ. Tại vì con quá nuông chiều con của con, cho nên là con không biết dạy con, nó mới là như vậy. Chứ thật ra nó là một đứa trẻ trong trắng, một đứa trẻ dễ thương. Mà tại vì con không biết dạy, bây giờ con xin tội cho nó. Vậy đi nè, mệt nhức đầu, hai mẹ con làm lái xô mệt quá. Trâu với ngựa. Cái gì vậy? Dạ, mày quánh người ta xong mày xỉu luôn không, hả? Không, tự đạp bơm. Trâu ngựa. Dạ. Dối quá. Kiều nó đứng dậy để nó ngồi trước mặt Diêm Điện, mà nó ngồi cái tướng đại tiện đó đó hả? You, sit down. Dối quá. Đừng có đánh con của con tôi nghiêm. Mẹ. Rồi sao? Mày khai tiếp đi, cái thằng trời đánh. Sao? Dạ, con cũng nhiều lần nói với lại má con rồi, muốn làm tỷ phú dễ lắm. Bây giờ bán 4 công đất ở nhà cũng được 1 tỷ. Đó, xong mình có 1 tỷ rồi, mình để trong nhà thành tỷ phú rồi. Dễ quá mà. Mày bộ lát bán được có 1 tỷ cái mày ăn suốt đời hả? Mày không làm cái mày ăn suốt đời hả? Trời, vậy là ngựa không hiểu rồi ngựa ơi. Thế thì sao? Nó nghe nè, giờ mình có 1 tỷ nào, bắt đầu mình kinh doanh tiền. Tiền mẹ đẻ tiền con, mình phải kinh doanh chứ. Kinh doanh rồi mà kinh doanh cái gì? Cho vay nặng lãi đó. Bây giờ là mình sống nhờ lãi luôn đó. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi mẹ đẻ con. Ăn lãi mà sống, ăn lãi. Mày ăn lãi sống phải không? Ờ. Mày sổ lãi chưa? Cái gì vậy? Mày nghĩ sao mà cho vay nặng lãi hả mày? Cho vay nặng lãi, người ta đầu gấu mặt ngựa, người ta còn đi đòi nợ được. Mày cho mượn ngày đầu ngày sau là người ta giật mày luôn rồi. Cái mặt mày á là mặt khờ. Mà mày nghĩ sao mày đòi làm cái nghề cho vay nặng lãi hả mày? Cái là một cái tính đường khác đó, người ta trái thôi, người ta phải chính của mình nè. Giờ mình có tiền nè, bắt đầu mình mở sòng bài. Mình mở sòng bài xong người ta vô, người ta đánh bài, đánh ăn tiền, người ta sâu tiền, vô tiền, vô tiền, vô. Nó lại sáng kiến nữa rồi. Mày nói là mày mở casino hả? Cái mặt mày chơi domino còn thua nha mày. Chơi đó mà casino. Trời con ơi, nghĩ sao mà mở sòng bài. Trời ơi, mình bị bắt, cái đó là sống gì là không có văn hóa, con hiểu không? Sống như vậy là coi như là mình có tội dữ lắm. Đâu mà đi nói gì vậy? Trời ơi, đầu trâu mặt ngựa nó quýnh con chết luôn á. Vô đây. Dạ con qua đây. Đi qua đây. Dạ con qua đây, con qua đây. Diêm Dương, bây giờ Diêm Dương xử đi, con hết cách nói rồi. Dạ. Ủa nó đâu dạ, rồi? Dạ con. Dạ con đây. Một mình áp lực. Bà đi qua đây, bà đi qua dạ, đây. Dạ con đi qua đây. Đi qua đây. Đứng lại. Dạ. Ủa nó đâu rồi? Dạ con đứng sau lưng con nè, nó. Bây giờ sao hai má con mà định vị chưa? Dạ. Ê, dạ. Bây giờ tôi phải chơi lùa dịch nha. Dạ. Ê. Dạ. Để ra bên kia thằng con đây. Đây. Dạ dạ con đây rồi nè. Đứng ở đây mày. Ai à, ơi con mẹ ơi. Tao đổ đi với hai má con này lắm rồi nghe chưa? Tao đổ đi với hai má con rồi. Trời ơi bây giờ tôi khổ ghê, hai mẹ con này giống như là nó chơi ô quan với bà nghe mà đi. Mã Danh Đức. Quỳ xuống. Nghe tao xử đây. Ngươi là con mà cãi cha mẹ thì tâm đường con hư. Con không biết học hành gì hết. Đúng. Nó mở sòng bạc, ăn chơi liêu lắm. Phan Quang. Dạ. Tội nghịch tử bất hiếu thì xử sao? Dạ. Ủa bất hiếu cũng có tội nữa hả? Im đi. Trời đất ơi. Mày nghĩ sao bất hiếu không có tội mày? Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ đứng đường nghe chưa? Cái gì vậy? Mày nói cái gì đó ngựa? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư chứ đứng đường nghe chưa là sao? Thôi cái văn em hơi loạn lưng chút xíu. Không mà xí xí bất hiếu là cái này giống như là lục đục nội bộ gia đình đó mà. Cái này lục đục là bất hiếu gì có tội gì? Mày ăn mày nên... đấu đuôi ngựa không? Mày nín. Ai là người sinh ra mày? Đây. Dạ con. Mẹ. Dạ con. Tại sao mày không phụng dưỡng, mày không nghe lời mà mày còn ngược đãi người đó? Mày dí mày đánh bà đến nỗi bà thác xuống tới đây. Tất cả những chuyện gì của mày làm ở trên trần thế ta biết hết. Bây giờ quỳ đây nghe tao xử. Mày biết cái tội bất hiếu của mày xử như thế nào không? Dạ sao? Cưa hai nấu dầu nấu riết nào nó chảy ra thành nước luôn mày biết không? Chưa hết đâu. Khi nấu chảy nó thành nước, những cái cặn bã xấu xa của mày đã nổi lên trên. Tụi tao ngồi tụi tao vớt bọt. Vớt cái bọt xấu xa đó tôi bỏ trong khuôn, đút thành những cái con quỷ dạ xoa ngàn năm không siêu sanh là mày đó. Nói chung là mày sẽ bị chưng cách thủy.
là thằng quỷ không được đầu thai mẹ con không cái mẹ ơi, con không muốn gì đâu mẹ. Chưa Diêm Vương, trời ơi, trời thương con ngựa thương con trâu, đừng có xử con như vậy. Tất cả là lỗi tại người mẹ này đây, là lỗi tại con. Chứ con nếu mà con biết dạy dỗ con cái, biết giáo dục nó đàng hoàng thì nó đâu có hư như vậy. Con người ta nghèo người ta cũng thành đạt, chứ đâu phải như con nghèo rồi nó hư. Là lỗi tại con. Bây giờ cứ đem con ra nấu dầu, đem con ra cắt lưỡi nấu cháo, đem con ra bầm thân đi, con chịu hết. Con chịu tội với con đừng có bắt. Nói như vậy ai mà chịu nổi. Chị đừng có làm như vậy. Mặc dù là chị sai mười mươi rồi đó, nhưng mà không có trách chị được. Sao vậy nữa? Bị gì cái đó xuất phát từ tình thương mà trách cái gì? Mai mốt ngựa có con nghi ngựa sẽ biết. Thì bởi vậy tôi đang bệnh mà đó bà nội. Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược đâu. Nghịch tử. Dạ. Người có thấy sự hy sinh lớn lao của mẹ ngươi chưa? Tại không thấy rồi. Phan Hoàng. Dạ. Theo đúng thủ tục, đọc cáo trạng trước khi ta xử. Tuân lệnh. Rồi làm ơn cho mẹ con một lần làm lại từ đầu. Tên Mã Văn Đức. Dạ. Tuổi độ 30, thân xác to lớn nhưng lười như heo, tính tình thì dữ như beo, ngược đãi cha mẹ, bèo nhèo sát thân. Bất hiếu là tội bất nhân, Diêm Vương xử nặng để răn muôn người. Hết cáo trạng. Nghe ta xử đây. Mã Văn Đức. Dạ. Tội nghịch tử của ngươi đáng lẽ là bị Diêm Vương ta đánh. Nhưng nghĩ lại tình mẫu tử, ta tạm thời tha cho ngươi. Nhưng cũng phải cảnh cáo, ta cho ngươi cơ hội để trở thành một người tốt, thành một đứa con hiếu thảo. Dạ. Còn bằng cách nào biết hiếu thảo ra sao là phải do ngươi tự ngộ ra. Trong vòng 2 năm, nếu ngươi không hối cải, ta sẽ lập tức cho ngu đầu phải diện nên bắt ngươi xuống đây trị tội, nghe chưa? Diêm Vương yên tâm, chừng 1 năm rưỡi thôi mà nó mất dạy là con lên trước thời hạn con lâu nó xuống đây. Dạ. Được. Dạ bẩm Diêm Vương, bây giờ cho con có ăn gan ngựa gan trâu mà cũng dám vậy nữa. Mày nói gì mày? Mày nói cái gì? À, mày đòi ăn cái gì? Mày ăn cái gì? Mày muốn ăn cái gì? Mày muốn ăn bộ đồ lòng của tao à? Ăn phá lấu ngựa với trâu hả mày? Không dám. Thôi được rồi, ngưu đồng mãi diện. Dạ. Đi lên. Dạ. Mẹ con giỏi hơn Diêm Vương, mẹ con đồ hơn Diêm. Rủ vào là phải lời ra. Vua nước Sủ một hôm bị sản, cởi áo quần cởi ngựa đi chơi. Quá dữ. Ê má yên nặng á. Từ từ thôi. Rồi để xuống. Trời ơi, thấy chưa? Có sao không? Lên ghế này ngồi đi. Khổ quá. Còn nó nói má không biết bao nhiêu lần rồi. Ngồi xuống đây. Khiên nặng như vậy á là nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe lắm, ảnh hưởng xương sống mình nữa. Khiên gánh nặng vậy là nặng lắm á, biết không? Biết rồi. Phải chia ra thành nhiều lần khiên, chứ đừng có khiên một lần như vậy. Má cứ chia ra làm 5-6 lần đi, cứ khiên vô khiên ra như vậy nó không bị ảnh hưởng nữa, má hiểu không? Con có biết là từ ở ngoài chợ mà gánh về là con biết là nó xa bao nhiêu không? Mà con biểu má gánh nhiều lần, gánh đi gánh về, từ bây giờ là gánh cái kiểu này tới tối cũng chưa xong nữa đó con. Má cứ làm vậy người ta nhìn vô người ta nói con bất hiếu làm sao. Má đừng có để người ta thấy những cái chuyện này, má phải tìm đường tắt á, má đi lên núi lên rừng gì đó, đừng để người ta thấy liền má chửi con nữa sao. Không có được. Nếu mà đi đường tắt
rồi lội sông lội suối rồi lên đèo sao mới đi cho nổi, mà đi đường tắt vậy rồi bán cho ai? Khổ quá. Lần thôi, lần sau má rút kinh nghiệm đi. Lần sau khi nặng này không có tốt đâu. Thôi vậy nè, má là về làm mệt thôi, làm con ly rượu cho nó phải. Thương má quá. Vô với con cái đi, nãy giờ ngồi không có bạn nhậu à. Rượu con cái cho nó phải. Con nghĩ sao ạ? Từ đó giờ má bây giờ có uống rượu đâu mà biểu uống rượu. Trời ơi, người ta nói là có câu, cái câu mà nho nhãn gì á, người ta nói là nhân vô tủ như kỳ vô phong. Đó, bởi vậy má uống đi. Nó ngu cũng nói nam vô tủ như kỳ vô phong, cha. Thì uống đi, cái này vụ thôi mà. Mà xưa rồi, hồi đó người ta nói như vậy, nhưng mà thời bây giờ khác rồi con. Thời bây giờ đàn ông không cần có rượu, người ta vẫn làm việc được, người ta là vẫn một cái người thành đạt được. Còn nó xin lỗi, uống rượu miết con biết sao, là nó hại sức khỏe nè, rồi xong rồi nó còn hại thần kinh nữa nè. Đó, mày uống riết mày khùng luôn đó con à. Thôi dẹp đi. Má nói vậy con buồn quá à. Má không hiểu hết. Thì gạo thì cũng giống như cơm, là cơm nó chiết thành hành rượu, rồi bây giờ mình uống rượu vô cũng như mình ăn cơm, chứ có cái gì đâu nè. Con lo cho má lắm. Má nói cho con nghe, cơm là cơm mà rượu là rượu. Cơm là người ta nấu cơm là không có men, còn không ghi đợi cơm mà nó ủ để nó lên men là của con. Không nghe người ta nói là con ma men sao? Hiểu chưa? Trời ơi, mấy dính trong chữ ma vô là con nhót quá. Má nhớ không nhớ, con sợ má ơi. Má đừng có nói ma đây, con sợ này. Cháu ơi, quýnh quá, má đừng có nói vậy đâu nghe. Sợ thì con đừng có uống rượu nữa. Thì bởi vậy. Sợ thì sao đàng hoàng tử tế, mình làm ăn đàng hoàng tử tế đi, nghe. Rồi con lo con má, thương má. Uống trà. Má nhớ nha, đi cứ đi làm, gom tiền về đưa cho con xài giùm cho má cho. Má cứ yên tâm đi, con là con bây giờ có hiếu với má rồi, con thương má nhiều lắm. Không có đưa cho con xài mà giữ lại cho con để mai mốt á coi như là làm của hồi môn cho con, rồi con lấy vợ con lấy cái tiền đó con mừng ăn sinh sống, chứ giờ đưa con xài hết làm sao. Trời ơi con ơi, xài cái cỡ đó là coi như người ta nói là cái gì đó núi cũng lỡ đó nè. Rồi phải làm ăn đàng hoàng tử tế. Thì bây giờ má cất tiền ở đâu má cứ nói, để mốt má có lỡ mình hệ gì cũng tới con lấy cũng được, chứ đừng để bất thình lình vậy. Con không biết chỗ, con lo, con thương cho má lắm. Cái niệm ước cuối cùng của má là để cái tiền đó cho con đúng không? Con lo cho thì má để cho con. Thì đó, bây giờ má cứ nói má để đâu, rồi con tới con coi, con kiểm tra giùm má cho. Đó. Thôi vậy nè, thôi bây giờ con phải bận. Gì con vậy? Có điện thoại. Cái gì vậy? Alo. Hả? Đi làm măng hả? Có người mua đất rồi sao? Rồi rồi, rồi tôi ra liền. Má. Hả? Bây giờ má ở nhà, má giữ nhà. Rồi xong rồi má coi dọn dẹp gì, phai lang phai liếc gì đó. Rồi ăn cơm, ăn nước, ngủ trưa, lấy sức để mai đi bán tiếp nha má. Con phải đi làm ăn. Đi làm ăn là phải đi làm ăn đàng hoàng tử tế nha. Má yên tâm đi, con làm ăn đàng hoàng tử tế, con sẽ có được tiếp được nhiều tiền, con sẽ thành tỷ phú. Còn má thì là má có tỷ phú. Má hiểu không? Không cần lên tới cái tỷ phú gì, triệu phú gì, miễn sao làm ăn đàng hoàng tử tế là con sống một cách nghĩa là có hiếu có đạo, biết yêu thương mọi người, vậy là đủ rồi đó. Đó, bây giờ bởi vậy con lúc nào cũng có hiếu với má. Bây giờ bận làm ăn, má nhà má coi má dọn dẹp rồi nhà cửa dọn dẹp hết, dẹp khoai lang rồi nha má. Má dọn con. Nhưng mà đi sớm về sớm nha. Má yên tâm đi, lúc này con có hiếu với má lắm. Má coi dọn dẹp hết giùm con nha. Rồi giặt luôn thao đồ sao con để rồi với lại nấu cơm nấu nước rồi ở nhà con đợi con về con ăn nha. Nhớ ngủ trưa nha. Nhất ngủ trưa là tốt cho sức khỏe lắm đó. Nhớ làm xong hết rồi mới được ngủ nghe chưa. Trời ơi thương má quá. Không đi làm ăn nha. Dạ. Dạ chào ông anh. Ông anh kiếm ai à? Tôi chủ nhà này. Tôi biết. Dạ. Lúc này bà bằng ăn sao? Dạ cũng bình thường. Chắc tổ trưởng mới đổi về đây hả? Hay là làm giữ gìn an ninh trật tự ở cái làng này? Tôi thì không có làm cái chức trưởng, tôi chỉ làm phó thôi. Dạ. Tôi không phải là người ở đây, tôi ở dưới tôi mới lên. Ở dưới mới lên? Dạ, ở dưới miệt nào? Tôi phó đậm á. Ý chết. Trời ơi, khách của con tôi hả?
Nè, đừng có nói mà tới đây rồi rủ con tôi mở động mở sòng bài nữa nghe. Nghe nói bây giờ là nó đang làm ăn đàng hoàng tử tế à. Thôi không có nói, thôi đi về đi. Làm ăn hoàng hoàng tử tế không? Dạ đang sắp sửa tử tế. Vậy thì rượu này ai uống? Nó hả? Nó có mời tôi mà tôi không có uống. Cái nó không uống, nó đi làm giàu rồi. À, nó đi làm giàu rồi. Bà. Dạ. Bà có nhìn thấy tôi không? Dạ thấy chứ, lừng lững một đống gì sao không thấy. Bà nhìn kỹ coi tôi là ai. Ai thấy là quắc à? Ai hả? Bà không nhìn hả? Có nhìn mà không có thấy. Không thấy? Không có nhận ra. Nhìn cho kỹ nè. Dạ. À thấy rồi. Trời ơi. Nào mà có biết. Dạ mời Phản Quan ngồi. Trời ơi. Phản Quan nào? Dạ Phản Quan ở dưới á. Tôi là Phán Quan chứ không phải là Phản Quan. Dạ mời ngồi. Dạ mời ngồi. Không ngồi. Dạ ngồi đi. Tôi hỏi bà trả lời nè. Dạ. Tôi đã nghe cửu quyền thất tổ của nhà bà. Dạ. Than phiền nói thằng nghịch tử con bà vẫn còn đối xử với bà rất ư là mất dạy. Chuyện đó có hay không? Nào có. Quân nào mà không ăn không ngồi rồi đi nói chuyện thiên hạ, nói thêm nói bớt chứ. Bà dám chửi đây củ quyền thất tổ bà luôn hả? Dạ đâu có củ quyền thất tổ đâu. Mấy cái xóm đứa này nó nói tầm xàm á, đúng không? Bà binh con riết rồi, bây giờ bà điên rồi. Nè, tôi nói cho bà biết nha, bà dạy con á, không phải bà thương yêu không thì đủ. Trời đất ơi, con nó hiếu thảo nó phải bằng hành động. Nó thương yêu mình phải rõ bằng trái tim của nó. Dạ. Bà bao che nó làm chi? Dạ. Tôi nói thẳng với bà hôm trước nè, Diêm Vương xử mà cho nó trở về Dương Thế là tôi bực mình lắm đó. Nhưng mà tôi không có nói. Bữa nay đích thân tôi lên tôi kiểm tra nè. Nếu mà nó còn đối xử với bà tệ nữa, tôi xử liền tại chỗ cho bà coi. Dạ thưa Phán Quan, nói nạo ngay, nó có cố gắng sửa lắm. Bữa nay nó đi mần ăn, nó nói nó đi làm giàu. Nó nay nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa 30 rồi. 30 tuổi. Bực hết sức mình. Nó về. Gọi điện thoại cuối cùng. Dụ ra trả bộ nhậu cho nó. Ơ kìa, má. Má nè. Sao má không nghe lời con vậy? Có má có nghe lời con mà. Con đã dặn má là dọn dẹp hết rồi xong rồi nằm ngủ trưa đi. Tại sao má không chịu nghe lời dọn dẹp hết rồi ngủ trưa đi? Giấc ngủ trưa rất quan trọng cho sức khỏe má biết không? Sức khỏe mà má có mệnh hệ gì tội nghiệp con. Ở dưới người ta lên người ta lâu con xuống má hiểu không? Má thương con có hiểu quá, thấy chưa, có hiểu chưa? Quá có hiểu luôn, dễ thương quá. Má nghe lời con nhưng mà để má dọn dẹp xong rồi hai má con mình ăn cơm. Dạ. Xong rồi con rồi má ngủ. Ăn má cơm ăn nước xong rồi má ngủ để lấy sức mai má đi làm nữa. Có hiểu chưa? Má hiểu không? Có hiểu chưa? Dạ. Cái gì sao lối thì trời. Cái gì vậy ta? Bà chối nữa hả? Dạ nói gì không chối? Tôi bắt được tại trận nó đối xử với bà vậy mà bà chối nó phải không? Nó thương má nó mà. Không có nói nhiều. Sao? 1, 2, 3. Ở trong nhà mình có gì kỳ kỳ đúng không má? Lạ má ơi. Lạ không? Lạ. Kỳ không? Kỳ. Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao lạ mà tại sao kỳ nha. Tôi lạ là tôi thấy cậu không có thay đổi một chút xíu nào trơn. Thiệt lòng tôi lên để tôi coi cậu là có trở thành một cái đứa con hiếu thảo ha, đàng hoàng tử tế không? Hết sức bậy bạ. Ủa má, sau này má xưng hô gì kỳ vậy? Đó, như vậy thấy nó kỳ đúng không? Bây giờ cái này còn kỳ nữa nè. Cậu á, chỉ nói thương mẹ cậu là nói cái miệng thôi chứ trong bụng không có gì trơn trọi. Cho nên cậu có thấy được rằng là cậu là cái đứa con quá bất hiếu không? Ủa gì má? Tiên phải nói chân hô kỳ quá vậy, con nói má nghe nè. Trả lời đi. Thì đó, thì từ lúc mà về là con phải có hiếu với má. Má phải nghe lời con nè, ăn uống ngủ điều độ mới có sức đi làm để mà nuôi con. Đó, nuôi cái thằng mà coi như là cái thân nó dài mà vai nó rộng mà nó làm biến này nè. Đúng chưa? Con người ta đó nói là phải làm, phải có thiện chí để mà thay đổi. Mình đã hư hỏng như vậy rồi thì bây giờ phải trở thành một người tốt, làm bằng cái công sức, bằng cái lao động thật sự của mình, chứ không phải là mồm mép ở ngoài miệng không.
cái này là phải dạy, phải dạy cho trở thành người. Bây giờ mẹ cậu không dạy, bây giờ tôi sẽ dạy. Má mình bị sao ta, bữa nay má kỳ quá vậy? Thường bữa đâu nói chuyện con dạy cắt thiếu ngủ hay là thiếu ăn gì mà bị vậy? Nằm xuống đây, nằm xuống. Bữa nay gì kỳ vậy má? Có biết là mình là vẫn là một cái thằng con trai làm biếng, lười lao động, không có hiếu thảo, có công nhận không? Dạ. Nằm xuống. À, trời ơi má, nay sao má kỳ vậy? Nay má con quýnh con vậy má? Bây giờ có công nhận như vậy chưa? Dạ dạ có con biết lỗi con rồi, thời gian qua thì con làm biếng nên con ôi da, đau quá má. Đau không? Dạ đau. Đau quá đúng không? Thương bữa má, thương bữa má thương con lắm mà, hôm nay má đánh con vậy? Quánh cỡ cắn chổi ra mà cô bị đặt nói đau. Dạy cho cậu hiểu như vậy. Thôi tôi không nói nhiều nữa. Bây giờ cái ngữ này là phải đem xuống dưới này để cho Diêm Vương dạy thôi, chứ là coi như là má cậu không đủ sức để dạy cậu nữa rồi. Cái gì vậy má? Không phải, không phải. Tại con phải có cầu tiến chứ, còn ông phải cầu tiến chứ đâu phải nghe lời má được đâu. Má siêng năng cần cù vậy mà má cũng nghèo hoài đó. Hết thời gian thử thách rồi. Xuất. Cái gì vậy? Cái gì biến tùm lum la vậy? Ông này ai tự nhiên biến bu vô nhà tôi vậy? Ủa hình như nó có cái gì kỳ kỳ không phải ở đây á. Bây giờ cậu nhìn thấy tôi rồi hả? Ông đi đâu vậy? Đi lạc hay sao vậy? Không biết tôi là ai không? Ông già. Nhìn nè. Ông Phản Quang. Ông Phản Quang. Hai cái chỗ lông gà chưa thấm vào đâu vì cái tội mất dạy của mày đâu. Tao nói cho mày biết, bữa nay tao theo lệnh của Diêm Chúa ở dưới là để lôi đầu mày xuống dưới trừng trị về cái tội bất hiếu của mày. Trong các tội mà nặng nhất khi làm người, cái tội bất hiếu là cái tội có thể là xử chết luôn, mày biết chưa? Trời ơi, Phán Quang, Phán Quang ơi, trời ơi, tôi lại không, tôi thương cho mẹ con tôi. Con người ta nó hư quá rồi, bây giờ muốn thay đổi liền một cái rụp đâu có được, khó lắm, cho nên bà phải từ từ. Trời ơi, bà gian sinh nó nữa hả? Tôi chứng kiến rồi nè. Đúng là ở nhân gian này có cái câu con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Bà muốn con bà trở thành người tốt, là một người có ích cho xã hội, thì bà nên dạy nó ngay từ đầu. Bà cưng bà chiều nó, nó hư rồi bà thấy chưa? Bà hai, đây là lần cuối cùng tôi nhắc bà, nhưng tôi vẫn theo dõi sát sao cử chỉ hành động của cái thằng bất hiếu này. Ngươi nhớ, ngươi còn nghịch tử thì ngươi sẽ bị đưa xuống Diêm phủ xử tội nặng nhất trong các tội mà loài người phải mang, đó là bất hiếu. Chào bà. Thôi mày đứng dậy đi, mày đứng dậy đi, mày đừng quỳ nữa. Mày ngồi mày nghỉ đi. Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi con sai rồi, con sẽ không như vậy nữa. Mẹ ngồi nghỉ ngơi đi, để con vô con nấu cơm nấu nước cho mẹ ăn, rồi ngày mai con sẽ phụ mẹ gánh khoai lang ra chợ bán, rồi ở nhà phụ giúp mẹ mọi chuyện. Mẹ, mày đừng có giận của con nha mẹ, con biết lỗi của con rồi. Chị khóc chị bớt chây triết lại chị. Ta chậm chưa ngươi, tội nghiệp quá, làm sao mà chịu đựng được chứ. Buồn quá.
Làm sao mà ra nông nổi gì vậy không biết. Con người chứ có phải là con vật đâu mà làm sao chấp nhận những chuyện như thế này được. Sống cũng như nhau thôi mà chi mà khổ dữ vậy. Tại sao nỡ lòng nào mà đài ải người ta như vậy. Chứ còn cái gì nữa. Con gái chứ có phải là gì đâu, khổ quá. Cô đâu có con trai mà. Con gái, gái khổ lắm. Cô chị đang khóc vì chuyện gì vậy? Ta đang khóc vì số phận của một người con gái phải bán mình để chuộc mẹ nè. Ủa đâu có, em đang nói về cái thằng trong phim Nước Thăng Lên Thiên Đường. Em nhớ lại sáng em coi phim Hàn Quốc. Sao đâm hơi quá vậy? Ủa vậy nãy giờ hai đứa khóc về hai vấn đề liên quan hả? Trời ơi, chúng ta chung sàn mà dị mộng rồi. Khổ quá đây nè, tội nghiệp lắm. Chị ơi, bây giờ hai người làm cái gì vậy? Kim xã. Chuyện gì mà khóc? Dạ, dạ chào Diêm Dương. Tội nghiệp quá, Diêm xã ơi. Ở trên trần gian á, có một cô gái rất là tội nghiệp. Mẹ của cô gái vì ham mê cờ bạc nợ nần. Mà đó, mà cô gái phải bán mình để chuộc mẹ. Bán thân đó Diêm xã ơi. Tội nghiệp người ta với sợ. Cái này là hiếu động lòng trời nè, trời ơi. Cái này mà hiếu động lòng trời cái gì? Cái này là bất hiếu thì đúng hơn. Ai kỳ á. Hiếu nói sao kỳ vậy? Hồi xưa cũng xử cái vụ mà ngày xưa cái người nào đó mẹ mà cờ bạc quá trời rồi cúng nhau vô cờ bạc với mẹ. Cái đó là đứa đó là bất hiếu. Rồi bây giờ ta mẹ cờ bạc quá trời rồi đi bán thân chuộc mẹ thì nó phải là có hiếu chứ. Đúng rồi, bây giờ mình giúp cổ đi nha. Bây giờ mình sẽ giúp cho cổ trúng số đi, trúng số tiền tỷ đi. Trời ghê quá. Cái gì vậy? Khóc, khóc quá, chảy nước mũi. Trúng số tiền tỷ đó. Không nghĩ để mà sao? Chuột chuột mẹ ra. Không nghĩ sao vậy? Nếu được như vậy là cô sẽ vui lắm. Rồi mình làm liền đi. Hai ba. Thôi dẹp đi. Đừng có làm càn. Mất. Làm như vậy là bất hiếu. Hiểu chưa? Không. Ta đã nói rồi mà không nghe. Sao lại bất hiếu hả Diêm xã? Chứ bây giờ mình làm sao? Đây 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 đây. Diêm Dương ơi, mình phải nghĩ ra một cái cách gì để giúp cổ. Cổ đi bán thân. Để cổ giúp cho mẹ. Đúng rồi. Mà không bán được thân thì không giúp được mẹ. Mình phải làm một cái gì đó để giúp cổ. Đúng rồi, mình làm gì? Mình phải làm cho mặt đường thông thoáng. Đèn đường càng ngày càng tối để cô đứng đó nhiều khách nhìn cổ hơn. Như tàu lao quá rồi đó. Nghe. Vậy chứ mình giúp bằng cách nào? Ta nói cho hai người nghe. Mình làm thân phận làm con cái, thấy cha mẹ mà dướng vô cái đường cờ bạc cái gì, mình phải tìm cách khuyên can để cho lánh xa cái tội lỗi đó đi. Đằng này đi bán thân đem tiền về đưa cho bà tiếp tục đánh bài nữa. Nhưng mà hiểu chưa? Em nghĩ là trước khi khuyên thì cũng phải chuộc chứ, giờ bị bắt rồi khuyên gì nữa, khuyên ai trời. Đúng rồi. Bây giờ làm sao để cứu cô gái đây? Phải kêu kéo cô ấy ra khỏi vết bùn nha. Thiếu gì cách. Cách nào? Tôi cần phải làm cách đó. Dạ, cách, cách nào giờ? Cách nào Diêm xã? Suy nghĩ đi, Diêm Dương là luôn luôn là người anh minh. Diêm Dương phải suy nghĩ đi. Diêm Dương suy nghĩ đi, Diêm Dương. Diêm Dương gã minh, hãy suy nghĩ kỹ đi. Diêm lặng đi, Diêm lặng. Ngươi là ta rối quá. Ta cần sự im lặng mà. Dạ, không có nói nữa đâu, ai mà cần im lặng là phải nói. Tại vì im lặng mới suy nghĩ được, đúng. Không thể nào nói trong lúc người ta đang suy nghĩ được. Ngươi im đi nha. Ngươi nói gì sao ta suy nghĩ được. Dạ. À, được rồi. Bây giờ làm cái gì vậy? Trời ơi, đó nhếch miệng thôi đó nha, không có nói đâu, phát âm thôi nha, chỉ nhếch miệng thôi đó. Nhưng mà ta nghe được đó. Trời trời ghê quá. Nè, bây giờ ngươi đi lên trần gian. Dạ. Đi là theo dõi cái bà đó. Theo dõi cái bà nếu đó. Nếu đúng như vậy, canh đúng lúc bà đang đánh bài. Dạ. Kêu công an ấp vô bắt. Ồ, hay quá. Đúng là cao kiến. Sáng kiến, sáng kiến hay đúng quá. Rồi, cho công an ấp vô bắt. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, công an ở trời nó nhiều khi á em báo á xong cái người ta mà cũng ập vô mà kiểu mà trễ như em á, sợ bắt không kịp, vừa tới nơi là nó dọn sòng đi rồi. Thì ngươi tìm cách báo trước mấy ngày. Tìm cách báo trước mấy ngày lỡ em tới đó em nói sớm quá thì ập vô nó đâu có quýnh đâu mà bắt nó. Ngươi làm cách nào nó không cần biết. Ngươi mà làm công an không bắt được cái người mẹ đó, người ta bắt ngươi đó, đưa cho công an. Trời ơi, cậy quyền sợ. Được không? Vậy lỡ như bà mẹ ở tù thì sao? Nàng yên tâm, bà mẹ đó sẽ vô ở tù 5-7 năm sẽ tỉnh ngộ ra là cai cờ bạc luôn. Lúc đó mình biến vô tù mình làm cai ngục cho bà ăn đùi gà hàng ngày. Ngươi rảnh quá. Nghĩ ba cái tàu lao không nha, ta cho ngươi làm việc đó nghe. Diêm xã, vậy còn cô gái thì sao? Cô gái à? Dạ. Ừ, dễ. Tìm cho cổ một công việc làm có lương cao. Đúng rồi, đưa cô vô trường phục hồi nhân phẩm. Cái gì vậy? Tao nói đi tìm việc làm lương cao, đi đó làm cái gì? Vô cho cổ làm huấn luyện viên trưởng để phục hồi nhân phẩm những đứa lân cận giống hoàn cảnh tương tự. Rảnh quá nha,
nghĩ ba cái chuyện tao lao. Ồ, nếu vậy thì chúng ta sẽ giúp cho cô ấy hoàn lương, bước ra khỏi vũng bùn đó và kiếm cho cô ta một tấm chồng. Đúng rồi, chồng của ta phải giàu có. Giàu có. Giống như là đại gia vậy. Đại gia đó. Đại gia thì đại gia, đại gia. Ta nghĩ thì những người mà giàu có cũng ít người mà chịu đi lấy cái người nào đã từng làm bán thân. Trời ơi, cổ hủ quá đi thôi à. Sao cổ hủ? Người ta tông tiếng lắm vô người ta. Tao nói là ta rút cái kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm gì hết trơn. Diêm xã chưa coi phim nhiều, Diêm xã không có biết đâu. Phim bây gì? Giờ thời buổi này á, người ta tân tiến lắm, tư tưởng người ta thoáng lắm, người ta open lắm. Đúng rồi. Cái open phim... là cởi mở đó. Này đúng. Giống như là đầu óc nè, này là khối đầu óc nè. Ngày xưa cổ hủ, bây giờ open mở. Đó, đầu óc cởi mở, cởi ra mở. Khỏi gần nạp tôi cũng hiểu. Diêm rảnh quá. Diêm xã coi phim đi, phim Pretty Woman. Phim gì? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp. Đẹp. Đẹp thì nó đẹp. Dạ. Điệu quá nó đẹp. Dạ, điệu quá người đàn bà đẹp. Chị làm ơn chị nói tiếng Anh cho đúng để Diêm Dương người ta hiểu. Ừ. Phim nó phim là Pretty Woman. Cái gì? Tiếng Anh đọc đúng là Pretty Woman. Woman. Phụ nữ đó, phụ nữ là Woman. Còn đàn ông là Man. Man. Man, phụ nữ là Woman. Giỏi quá hả? Ờ, hay quá à. Đó, còn đàn ông là bòi. Cái gì? Đàn ông là bòi. Bòi là phục vụ. Con trai, đó. Con trai. Không, bòi. Tiếng Anh á, bòi. Ừ, còn con gái là đầm. Mày tưởng tài vốn hả? Có tầm bay tầm bạ không à? Dạ, về cúp lương nó đi nha. Không có đâu đi học tầm bay tầm bạ được. Ngươi mà còn quạt ngôn xảo ngôn gì nữa, ta cắt lương ngươi, ta cắt lưỡi ngươi luôn á. À. Biết chưa? Bồi đầm. Diêm Dương, vậy chúng ta sẽ giúp cô gái đó hả Diêm Dương ha? Đúng, mình sẽ giúp cô gái đó. Dạ, dạ. Mã Diện, dạ. Mau lên trần gian và giúp đỡ cô gái đó cho ta. Dạ. Tâu đi lẹ ra đi. Tâu hoài. Nhưng mà phải làm phép nha. Bây giờ sẽ làm phép cho cô ấy đó được lấy một tấm chồng tốt. À. Dạ. Hai thằng xin cáo à. Lui. Từ Mãi Diện này sao đó? Sao hồi xưa Diêm xã mướn nó vô làm gì vậy hả? Cho vất vả cho chúng ta. Tao thấy nàng thân với nó lắm mà. Trời, nó dễ thương lắm. Coi cái miệng chứ được cái nó ngu kêu làm gì làm đó. Bởi vậy nàng mới là gần gũi nó nhiều. Có chừng á, lây à. Ở gần nó thì rất là an toàn. Diêm xã không sợ bị mất vợ. Cảm ơn Diêm xã đã giúp đỡ cô gái. Ôi, nhưng mà Diêm xã nè. Chuyện gì nữa? Nhắc đến chuyện cô gái bán thân để chuộc mẹ, thiếp thiếp muốn xử án Thúy Kiều. Thúy Kiều? Phải. Sao tự nhiên là muốn xử chủ án Thúy Kiều? Thúy Kiều mang tội rất nặng. Tội, tội gì mà nặng? Rất nặng nên thiếp muốn đích thân mình sẽ xử tội Thúy Kiều. Nàng nói vậy là sai rồi. Thúy Kiều là một tài sắc, một tuyệt thế giai nhân, đã liều mình gọi là cứu cha và 15 năm ở trong lòng xanh. Nàng nói gì là sai. Ôi, lúc nào cũng binh Thúy Kiều, lúc nào cũng binh gái đẹp thôi, thật là thiên vị. Ôi, một người con gái mà sẵn sàng đưa người cửa trước, rước người cửa sau, giao người cửa giữa, thánh thiện ở chỗ nào chứ hả? Nhưng mà là vì hoàn cảnh thôi mà nàng. Hoàn cảnh cái gì? Vì cha mình mang nợ, nhưng mà không tìm mọi cách làm lụng vất vả để mà minh oan cho cha, hoặc là có tiền để chuộc cha, đằng này sẵn sàng một cái bán thân liền. Ôi, một người con gái đó mang tội rất nặng, cho nên thiếp muốn xử Thúy Kiều.